món đầu gà lá é là do gia đình anh sáng chế ra. Gốc đầu tiên phát triển anh đã phát triển ở Đà Lạt và bây giờ đã có tại Hải Phòng. Cái món đặc biệt của lẩu gà lá é anh là cái lá é. Thì cái lá é của anh là nó từ ở Phú Yên, muốn đưa được ra ngoài Hải Phòng này là anh đưa phải ra bằng máy bay, đường hàng không. Tất cả gia vị anh cũng phải đưa từ trong Đà Lạt ra. Khác với các nước lẩu gà khác, anh dùng bằng lâm lại trái cây, củ quả ép chứ không dùng xương hầm rồi là hóa chất gì cả.